Vào trung tuần tháng 8, chúng tôi có dịp ra Huế và thăm nhà cũ ông bà cố của Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, nơi sinh ra Đức Hồng Y. Đó là một ngôi nhà có kiến trúc kiểu Pháp, nằm trên đường Hàm Nghi, gần nhà thờ Phủ Cam ở thành phố Huế. Dù đã trải qua nhiều năm thăng trầm, đến nay ngôi nhà vẫn còn rất kiên cố. Hiện nay, ngôi nhà do dòng Mến Thánh Giá cai quản, được sử dụng làm nhà lưu niệm Đức Hồng Y, dòng họ, bà con của Đức Hồng Y. Đặc biệt là bên nhà mẹ ngài hầu như không còn ai ở Việt Nam, sau cuộc đảo chánh năm 1963. Đây cũng là một trong số ít các chứng tích về gia đình Đức Hồng Y nói riêng và dòng tộc gia đình cố Tổng thống Ngô Đình Diệm nói chung, còn sót lại ở Huế. Nơi mà gia đình cố Tổng thống từng sinh sống, học tập và làm quan dưới triều Nguyễn. Hỏi thăm mãi, chúng tôi gặp được một cụ ông, là hàng xóm, gần nhà Đức Hồng Y. Mặc dù ông có rất ít thông tin về gia đình ngài, nhưng cũng là một nhân chứng lịch sử ít ỏi. Không, ông cần tới địa chỉ, ông ở trong nhà, sao giờ ông còn chứ. Bà thì, bà mẹ thì cũng ý chứ, nó lên nơi đi còn cái bà cụ ở đó. Mẹ của ba bà cẩm đó, người vợ cũng ẩm là coi như là làm con của ông cả. Dù thì còn cái thôi, coi nữa mình đang còn nhỏ mà rồi cũng không liên hệ chứ được cả. Cũng gắt gáo lắm, họ dậu dùm ghế gồm lắm, để biết còn đại mình cũng nhỏ, mình không đang biết được. Lâu rồi trước đây không ai là làm điều phần đó, không có liên hệ chi đến của giáo sư hết. Ngài ở Việt Nam thì ngài ở cũng vậy, ở đây mà ở trong Nha Trang, quản sự trong quản lý trong Nha Trang, hay là coi dùm mục ở trong Nha Trang, ngài là giám mục Nha Trang đó. Chọc cái bông cầu đó, mẹ là con y là coi với ông ruột có được ông ngồi được không y nó có gọi là ông ngồi gọi là ngồi, vì mẹ được con y là con của ông cả, không cũng còn đi vì còn cả là người con ở trong giáo sự thì ông cũng ai cũng là về giúp đỡ rồi đó thôi, cho công lắm bọn cậu chứ vì cũng là người con của giáo sự thì thuộc giáo sự đó, cũng không biết nữa ta vì còn cái nó giúp đỡ thì giúp đỡ là giúp đỡ cho ai đấy chứ rồi đòi thù, nhưng mà vợ và là cái dòng của cái này là thuộc về cơ sở bây giờ là của Đức Hồng Y thì ông già ngài là giao lại cho dòng Mệnh Thần Giả hồi giữ. Không, dòng Mệnh Thần Giả cái quản lý đấy chưa đến Phủ Cam thì chưa rồi là coi như là quản lý cái gia nữa thì cũng là chịu trừ 2, 2 và 3 rồi của thuộc địa phận, nhưng mà địa phận thì giao lại cho giáo sư còn khoái quá sốc rồi đó. Khi vậy là phong cảnh thì cũng giàu hồi thì họ đề xuất lên đó, chứ còn mình còn không làm việc được, đang giàu được cái giàu hồi thuộc ngay thuộc của giàu hồi Việt Nam thì là cái giàu hồi thì họ đề xuất đó thuộc cái này để giao cho dòng bây giờ là Mệnh Thần Giả rồi, bây giờ chưa đó Mệnh Thần Giả họ không quản lý nữa, nên là họ giao lại cho giáo rồi trên địa phận, cái địa phận họ giao lại cho địa phương đây là qua với giáo sư họ quản lý. Nhắc đến Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, ít ai trong cộng đồng người Công giáo Việt Nam lại không biết đến. Ngài được xem là một biểu tượng của người Công giáo Việt Nam, có sức ảnh hưởng nhất trong thời gian gần đây của Giáo hội Công giáo Việt Nam. Ông từng đảm trách cương vị Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Công lý và Hòa bình. Là vị giáo sĩ Công giáo Việt Nam từng giữ vị trí cao nhất trong Giáo hội Công giáo Roma. Đức Hồng Y sinh năm 1928 tại Huế, trong một dòng họ danh gia vọng tộc, có nhiều con người xuất sắc của lịch sử Việt Nam cận đại. Mẹ của ngài là bà Elizabeth Ngô Đình Thị Hiệp, là em gái ruột của cố Tổng thống Ngô Đình Diệm. Tổ tiên nội,
ngoại của ngài cũng nổi tiếng là dòng họ Tử vì đạo. Bản thân ngài cũng từng gặp nhiều khó khăn dưới sự cầm quyền của người Cộng sản. Dưới sự ảnh hưởng của gia đình có truyền thống công giáo lâu đời, sau quá trình tu học, vào tháng 6 năm 1953, Đức Hồng Y Thuận được thụ phong linh mục. Đến tháng 4 năm 1967, linh mục Nguyễn Văn Thuận được Giáo hoàng Phaolô VI bổ nhiệm làm giám mục chính tòa giáo phận Nha Trang. Ông là vị giám mục người Việt đầu tiên cai quản giáo phận này. Đến ngày 24 tháng 4 năm 1975, tòa thánh bổ nhiệm ngài làm tổng giám mục hiệu tòa Vajesi. Chức vị tổng giám mục phó của tổng giáo phận Sài Gòn với quyền kế vị. Nhưng sau sự kiện ngày 30 tháng 4 năm 1975, ngài tạm hoãn về Sài Gòn. Đến ngày 7 tháng 5, ngài về Sài Gòn nhận nhiệm vụ mới. Nhưng chỉ 3 tháng sau, vào ngày 15 tháng 8 năm 1975, ông bị nhà cầm quyền Cộng sản bắt đi tù và cải tạo suốt 13 năm mà không có một bản án, trong đó có 9 năm bị biệt giam. Tháng 9 năm 1991, ngài đến Roma để điều trị bệnh viêm tiền liệt tuyết. Cũng trong năm này, ngài bị nhà cầm quyền Cộng sản tuyên bố không được phép trở về Việt Nam nữa. Năm 1998, ngài được giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Công lý và Hòa bình. Tháng 1 năm 2001, Giáo hoàng Gioan Phaolô II thăng tổng giám mục Thuận tước vị Hồng Y, ngài được báo chí quốc tế đánh giá là ứng cử viên sáng giá kế vị giáo hoàng đã già yếu. Nhưng đến ngày 16 tháng 9 năm 2002, Hồng Y Nguyễn Văn Thuận qua đời tại Roma do bệnh ung thư tiền liệt tuyến. Năm 2007, Giáo hội Công giáo Roma bắt đầu những thủ tục đầu tiên cho việc tuyên phong chân phước và phong thánh cho cố Hồng Y, chúng tôi tường trình cho đài SBTN tại thành phố Huế.